Rồi. Xin chào các bác nhé. Hôm nay thì mình vừa đi mới đi mang về được 4 tổ ong về. Đây, đây là tổ thứ hai, thứ một này. Tổ này mình vừa vệ sinh xong được bằng này, con cửa cào nó không ăn, nó ăn phần nhá. Nó như con này thì nó chỉ ăn phần như con này thì nó chỉ ăn phần vai thôi. Ăn phần vai phần thịt chỗ này thôi. Cái này còn giờ còn cái phần đít này, phần đầu này đấy, phải vệ sinh nó ra, nó cứ bê đi bê lại anh em ạ, nó không ăn, nó cứ bê đi bê lại. Đây con này đang bê này. Con này thì nó cứ đang bê bê lên bê xuống, chả biết bê đi đâu, nó bê đi vứt mà không vứt được. Giờ mình sẽ vệ sinh nó ra. Đây, thùng bên này đang ăn mật, cửa cào này nó cũng đang bê đi bê lại. Đấy, đấy. Nó cứ bê cái đít đi đâu đấy. Bên này nữa. Giờ mình sẽ vệ sinh ra nhá. Anh em cùng theo dõi. Vệ sinh ra xong lại cho cào cào mới vào nó mới ăn. Này toàn ăn cào cào mới thôi. Chít nó còn không ăn cơ. Anh em ạ. Sẽ vệ sinh nốt này. Nhấn này. Mình sẽ dùng cái thanh sắt này. Mình dùng cái thanh này vệ sinh nó ra. Mình sẽ vuốt nhọn chỗ này này. Đây này. Mình vuốt nhọn này. Hãy dùng mình vuốt nhọn nhọn thôi là để nó thì chọc nó lên nhá. Ra ngoài. Điện này nó dính lắm anh em ạ. Đây, cái phần đít nó không ăn. Phần đít này, nó cũng ăn. Mình sẽ vứt. Mình chỉ ăn cà cà mới. Nó còn chết nữa. Mình vệ sinh nó ra. Để con sống nữa. Đầu đấy, cái đầu của cái khúc đầu của con cầu cầu ấy. Đấy. Nó còn không ăn ấy. Như trong tự nhiên là nó ăn hết, như cái này nó lại không ăn, thì như cái này cái nuôi nó không có thịt thì sao ấy. Vệ sinh thùng này xong nhé, thùng này vệ sinh xong, bây giờ mình vệ sinh thùng này nốt. Ăn phí quá. Đây. Đây,
chút thối rồi mà sao nó chỉ ăn mỗi phần thịt thôi nhỉ? Cứt nó còn không ăn cơ, cứt còn có cào nó còn không ăn cơ. Quay nên là không cho gió gió cho nó bây giờ mình sẽ cho anh em xem đây nhá. Đấy. Nhìn vệ sinh cái phần cacao kia ra đấy anh em ạ, có con thì nó đang bê đầu đi đâu, nó đang cắn đầu, con đang bê thịt ra bên anh em nhé, bé đi bé lại cái phần đít. Này thì mình cũng vệ sinh xong rồi. Tí mình sẽ cho anh em xem tổ nhé. Nhộng chết đi, mình đi xa về có con nhộng chết mình phải vội vệ sinh ra anh em nhé. Thôi rồi chết thì không qua rồi chứ. Mình vệ sinh nước thùng này xem. Mình đã vệ sinh xong 4 thùng ong. Giờ thì mình sẽ cho cà cà vào cho nó ăn. Mà cho anh em xem tổ tí. Không, anh em không cho xem tổ. Không thấy mấy anh em ạ. Tối mình cho anh em xem.